người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang, nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi. Ủa. Trời ơi. Nghe gì không? Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người, em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung, hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương vậy ạ. Rồi. Mời em dạ. Gái giới thiệu. À, xin chào mọi người trong trường quay, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi, hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ở ngoài lấy Việt Nam, cái chuyện nó không sao cả. Vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi, ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á. Nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu, mình chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, hỏi luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. À, mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em rồi không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Mức độ anh Quyền Linh thì được. Cỡ anh được hả? Dạ. Anh mà cái hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh ạ. Dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ thí dụ em lấy ông chồng nó về, xong rồi á, lúc đầu chưa hói, về em đi ông quá không thời gian, con cái cơ máu gạo tiền, ông suy nghĩ quá, ông hói ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương người đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang, nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào. Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó. Cô bên đây xinh lắm.
anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nếu như mà trường hợp mà ví dụ lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu miễn có công việc làm, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy tôi yên tâm. Dạ, chào chị. Rồi chào em. Bên đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng, muốn đi chơi thì phải nói rõ như mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe. Khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ. Tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Và ghen đúng nha, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt không, người không, mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À dạ. Tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ, vâng. Nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay ạ. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Dạ em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi, nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất ơn là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính, có một số nhược điểm cũng giống như anh ấy. Có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong đó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng, anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này của nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta kêu tìm cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao không hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Nãy chị qua chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi thế em cảm nhận chị? Chị biết mà, chị biết gu em mà đó. Em cứ kiểm tra đi.
Dạ em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Về cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt. Em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói là ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ. Nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay quá. Nói vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu vậy hay lắm rồi. Để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tai nghe. Ủa? Rồi em đeo đi, em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có rồi, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Những chiếc vé xem phim để dành cho các bạn đến cùng đập Cinebox 212 để chiến thắng để xem phim nha và tìm hiểu nhau. Con có thể nấu cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Cường Linh, cô Hoàng Vân, cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang... làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn. Chú luôn không phải gì phải anh cả. Dạ vâng. Chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh. Năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Vậy hả? Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi
Điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó, thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định. Khách khứa rồi công việc. Có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi, ví dụ như có bạn gái hay có gia đình, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường á. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm. Nhà thì có mỗi một thằng, nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Yeah, hả? Nếu con... như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi, để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Vâng, nhưng nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu à? Không cười coi. Đó. Nó giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn nó quạo quá. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cách cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4 năm mối tình. Trời. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xài. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm à. Yêu sớm á, yêu sớm chứ không ạ. Rồi, bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung cái thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ. lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền coi. Không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp. Chào con. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Rồi. Mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha, ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ, cứ okay. Chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu, nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu.
em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. hoa như thế này á, thì thấy rất là hợp luôn về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Chào em. Chào em. Anh có món quà. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời tặng vậy? Cái này là hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Ừ, chụp. Chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. À, có một người. Hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai, một người con gái. Dạ. À, đây, anh có thể mở cái cuốn sổ này ra. Nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Ờ, rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới con Trang muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc. Cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu
mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, cho. Hát một câu rồi nói đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi, cảm ơn. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai. Ba. Bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ nói vậy. Sống thôi, và làm việc theo pháp lắm. Luật nghe. Ta chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước. À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chị cũng hết hồn. Con người yêu chưa? Dạ. Con chưa có mối tình nào chút. Hai bàn tay trắng cũng được, nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Hello cưng, ngồi đi em. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Thân. Chào con. Và chào bạn nam kế bên. Em tên là Võ Thị Được ạ, năm nay em 22 tuổi. Quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại huyện Hóc Môn. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người trong trường quay. Chào bạn gái bên kia nữa. Chị nhìn nhỏ chú. À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Con tên là Lê Đức Mai Lâm, sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Con là làm nhân viên văn phòng ạ. À, chú hỏi nhà con đi. À, dạ. Nhà con đâu? Dạ, nhà con ở Kon Tum ạ. Con hỏi gì nữa không? Hỏi quê quán ba mẹ con. Quê con ở đâu? Dạ, thưa chú Hoàng Linh, chị Nam Thư. Ơi. Quê quán của em là ở Quảng Trị. Yếu điều của em là em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, biết lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Còn không có lắng nghe con trai hả? Dạ, con trai đâu nói chuyện con đâu mà lắng nghe chú. Ủa vậy chứ đó giờ không ai con trai nói chuyện với con hết trơn hả? Toàn 3D không à chú à?
vậy con mới ngồi đây. À, với lại khuyết điểm của con là hơi ở dơ, với là quen trước quen sau để một cái gì ở đó là mình tìm cái đó nhưng mà không biết cái đó ở đâu, mà mình tìm cái đâu thì không biết cái đó là cái gì. Tôi hiểu không? Hại não quá. Con cũng không hiểu. Bây giờ mời được em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Dạ, em sống tình cảm và rất là chân thành ạ. Ừ. Còn khuyết điểm của em thì hơi con nít một xíu, với lại mít ướt, thỉnh thoảng thì cũng có giận cá chém thớt. Em đã trải qua mấy mối tình rồi hả được? Dạ, em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Con học đại học xong con ra trường là con đi dạy luôn đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. À, coi như còn trong veo gì đó. Rồi còn Lâm. Dạ. Có người yêu chưa? Dạ. Con chưa có mối tình nào chút. Thôi đừng có hỏi có người yêu chưa. Dạ có rồi. Ngồi tính bên đây dữ lắm luôn á. Tính của cô nào lúc nào gặp sau đó nó không có mối tình nào. Mình cũng có yêu đơn phương, yêu thầm thôi. Mình thích nhưng mà thời gian của con làm việc là con cứ làm thích cái này làm cái kia, cuối cùng dành thời gian cho công việc nhiều quá nên là mình chưa có khả năng mình tìm được người bạn trai hợp lý. Hả? Người bạn trai hợp lý. Chưa có khả năng để tìm ra một người bạn gái hợp lý. Nên là bây giờ con có cơ hội đó chút. Trời đất ơi hết hồn à. Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chị cũng hết hồn. Đàn trai nghiêm túc nha. Đi tới đây là kiếm người yêu không, nha. Bây giờ Lâm gọi là nói hài hước cho vui thôi. Tôi biết cậu này không có gì đâu. Bây giờ chị hỏi nè, một người con gái mà em mong muốn một yêu lý tưởng của em là em mong muốn như thế nào? Dạ, cũng sáo cũng được, miệng là dễ thương là được chị. Mới yêu cái gì cũng dễ thương hết. Yêu một năm nó khác, yêu hai năm nó khác, cứ về rồi nó khác. Dạ, chị cho em nói một câu này. Ừ. Thực ra đôi khi cái ngoại hình nó đâu quan trọng đâu. Bây đúng. Giờ cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng đẹp lên là cũng bình thường đó. Em nghĩ là nếu mà có tình cảm yêu nhau thiệt thì bất kể cái ngoại hình như thế nào thì cũng người ta cũng thật lòng người ta yêu thương mình. Em thì em đang cũng có ít vốn dành dùm với là tiền đi làm với tiền này kia, em cũng ăn uống tiết kiệm với là mình cũng cố gắng để mình ước mơ để chăm lo được cái cuộc sống sau này. Bên kia cho mình cơ hội mình quen biết nhau, mình cố gắng dành dùm 2-3 năm nữa mình kinh doanh này kia, mình kiếm thật là nhiều tiền, mình xây nhà, mình có một cái gia đình riêng. Rồi bây giờ là qua xem là gái, trời ơi gái 22 tuổi chút xíu luôn, cô giáo dễ mầm non thương hả? Bây giờ vấn đề là có ngày yêu xa không? Có thời gian dành cho nhau thì cũng được ạ. Quan trọng nếu mà tình yêu đủ thăng hoa thì đàn ông họ sẽ gọi là sắp xếp rất là gọn gàng, không sao cả. Nói chung là hai đứa đều trong giai đoạn gọi là hình thành và phát triển tương lai, nên nếu có kế hoạch rõ ràng, ta có mục đích, ta sẽ tiến tới được ha. Dạ. Ở trên đây có một mình hả? Ở trên đây với chị con. Rồi, cho gặp chị ruột của Được chút xíu đi. Em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là chị của bé Được. Dạ, Được nó còn nhỏ lắm. Còn nhỏ, còn hiền nữa. Thành ra là cũng lo phải kiếm người đàn ông che chở cho Được ha. Dạ không, hai bàn tay trắng cũng được, nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được, chứ không cần là phải giàu sang hoặc là như thế nào, là không có cái nhu cầu đó. Rồi giờ thấy bên đây có được không? Chào chị. Chào em. Thấy bé đó nó vui vẻ mà hay hài, thấy cũng được với Út Được. Nhưng mà được hay không là để cho Út Được nó... thấy thì được, nhưng mà được hay được không thì do để được. Được. Dạ. Cảm ơn em. Chị Hai ơi, ở nhà mình á là tên có ai tên giống Được nữa không? Tại vì ở nhà em á là anh Hai là anh trai, còn bốn chị em gái rồi. Cái là sanh bé Được ra là cha nghĩ là con trai thì cũng được, con gái cũng được, có nghĩa là năm đứa con gái cũng được, mà một thằng con trai nữa thì cũng được. Cho nên là tất cả đều được, là đặt nó tên Được. Nó lớn lên á thì nó đi học, ai hỏi tại sao mà tên Được, cái nó cũng nói là em tên Được thì cũng được. Cái gì cũng được thì em thấy nói chung là mọi người thấy cũng được. Được, em đừng bao giờ tự ti về cái tên của mình hết. Dạ, hiểu không? Trước đây thì có nhưng mà bây giờ em thấy nó cũng bình thường thôi. Nó không có ảnh hưởng gì nhiều tới em á. Tên Được cũng được, quá đi chứ, quá được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Dạ, con đến đây với là người em song sinh của con. Với là một người bạn thân chỉ có con từ nhỏ giờ ạ. Song sinh đó hả? Dạ. Ủa sao khác vậy? Khác chứng đó chứ. Dạ, con chào chú Trường Linh và chị Nam Thư ạ. Xin chào chị. Hai đứa song sinh thiệt hả? Dạ, à, song em mới là song sinh. Dạ, hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau, thần giao cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, cũng thấy được, rất là được luôn. Nhìn dễ thương. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây cũng bấm cho. Em có
người yêu chưa? Dạ em chưa có người yêu chị. Hay quá. Chú Quyền Linh với là Truyền Tâm Thư cho con nói về lời. Con nói với anh Lộc á là nhân mic cho bạn mình đi. Trời ơi, tưởng đâu. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và các vị khán giả. Em là bạn của em Cường, em là bạn của Bình Lâm. Bình Lâm thì em thấy tính bạn từ hồi xưa chơi với em thì rất là vui, có tính hài hước thì đâm ra khi nói chuyện trên sân khấu thì nhiều khi bạn nói rất là vui thì mọi người hiểu nhầm. Với bạn nữ thì em thấy ngoại hình rất là dễ thương và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và thấy rất hợp với bạn Lâm, thì đôi ra khi mà về chung với nhau á, nó tạo cho cái không khí rất là vui với nhà hơn, mình nên tiến tới hơn ạ. Rồi, cảm ơn hai bên. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Được với Lâm, mở rào. Đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cái món quà này là hồi lúc học cấp 3 em rất là thích ạ. Em rất là mong được tặng nhưng mà chưa có cơ hội được tặng. Mong anh thích. Anh thích chứ, anh cũng mong được nhận lắm em. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đây là sen đá. Nó là sống cho cái mùa khô hạn. Nó không thể sống thiếu nắng được, cũng giống như anh, cũng không thể sống thiếu em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống. Một ca khúc rất hay, một ca khúc rất là đặc biệt, ca khúc của những thập niên về trước. Ca khúc có tựa đề là Sóng Gió Gò Dấp. Sóng Gió Gò Dấp. Gò Dấp. Sóng Gió. Sóng Gió Gò Dấp. Sóng gió của ca sĩ Jack. Yeah. Sóng gió của Jack. Jack. Yeah, yeah. Sóng gió, tôi nghe tưởng là sóng gió rồi giúp. Ủa cái bài nào mới dữ vậy trời. Rồi, vô, và dòng thứ tay nè. Đâu phải và dòng thứ tay đâu chị. À bài đó là Hồng Nhan hả? Bài đó bài Bạc Phận. À chị lộn, chị lộn. Hồng trần trên đôi cánh tay, hạ đời em trong phút giây. Từng ngày thơ, ít còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Rồi người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi em tự xưng. À, thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mây đen. Thương em mùi dạ lý hương, vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Tăng 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 chim kia về vẫn có đôi sao trăng số phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em có phải không? Tăng 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 trời... tăng yo tăng tăng răng tăng tăng trời mang ánh sáng năm tháng tư bề dẫn tăng anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Tìm về em người chàng khiến em lẻ loi. Rap luôn. A B C D. Em nhớ rap. xin lỗi mọi người, em nhớ rap. Rồi. Được rất hát là được. Dễ thương. Sẵn được hát luôn, tặng bạn trai luôn. Em cũng có một bài hát tặng anh. Hai đứa này nó hợp ghê á. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em lắng nghe những tâm tư này. Yeah. Dễ thương. Cái nào cũng dễ thương hết. À, quay mặt qua kia kìa được. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua em quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Cái ông nội đó nha, ông lùm lum trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Anh là con trai nên nhường em nói trước, em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Mày đó. Chú nói trước, à không. Để con nói trước, để anh nói trước cho. Thì điều đầu tiên em thấy cảm nhận anh là người như thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình.
Cho về nhà anh im ra, anh đâu nói gì đâu. Anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên á thì thấy một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây vẫn chỉ là con nít. Nói xạo đó, xong mi đâu mới sẹt đó. Thực ra thì giờ anh nghiêm túc này, em muốn người đàn ông như thế nào? Trời ơi, em cần gì những người gì từ một người bạn trai? Điều quan trọng nhất là chân thành và tử tế là được. Em hỏi anh đi. anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều quan trọng là chân thành và tử tế là được. Trời ơi, chắc mình bông bên này nó bay qua bên kia quá ta. Anh trả lời khác đi. Tử tế và chân thành. Ok. Anh cần một người phụ nữ là vui vẻ, hòa đồng. Cô giáo mầm non thì chắc chắn là vui tươi, trẻ con nó mới thích. Mặt phải hiền hậu, chứ mặt giống mặt ba chăng, mặt giống gì nắm thứ trẻ con nít nào mà tới gần được. Em xin lỗi chị. Khóc đó là anh nội vì dù vậy thôi. Con là thiệt, chị nắm thứ thiệt, dự thiệt. Hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè, ở Bình Phước được. Với lại Hóc Môn mình hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh, không biết em có thể mua cháo tới cho anh không ta? Em không gần đường lắm, nên em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao, nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm đêm. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên, chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang đi. Ok. Bây giờ hỏi nè, Lâm có ghen không? Ghen chứ chị, đàn ông ai giờ ghen chị. Bé được, em có ghen không được? Dạ, cũng tùy thôi chị. Vậy thì bây giờ em... nếu mà yêu xa, em sẽ im chứ em không có nói đâu vậy. Đó. Em sợ im làm chị ơi. Con gái á, khi đã không thích mình ở điểm gì thì phải nói ra thẳng. Ừ, anh như thế này thế kia, chứ đừng có im lặng. Anh nói em là con lặng gái nói nhiều quá, anh nghe mà anh không hiểu. Không, anh nghe thì chắc chắn anh hiểu rồi. Nhưng mà em sẽ không nói luôn, anh tự hiểu. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà đã cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau. Cảm xúc của em bây giờ nó... Cô nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Đó. Chú hỏi thầy con nhé. Dạ. Con có thích người đối diện con không? Dạ, rất là thích là chú. Con có cảm giác rung động gì nãy giờ chưa? Dạ có. Ừ. Đấy, có những phút mình phải sống thật với mình như thế. Hài hước thì hài hước, nhưng mà phải những lúc. Lúc nào đó hãy lặng, có dấu lặng ở chỗ đó là tốt hơn nha con nha. Chú tin điều này là thật đấy. Rồi, chứ nội nè. Dạ. Ánh mắt của em rất là chân thành. Mày bị một cái bình là ba lớn. Bợt ba lớn lại nha. Giỡn nó quen rồi. Đúng rồi. Đôi khi em cũng muốn tạo những cái... vui, hài hước. Con ta mới lớn, ông đi ba lơn với tôi nè. Dám không? Rồi. Lâm thì hài hước thôi, cũng có gì đâu. Trong ánh mắt của cô ấy không có gì gọi là gian dối đâu. Anh tin điều đó, nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim một lần nữa. Thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Nhắm mắt lại nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nghe chưa, không có ba lưng nữa, nghe chưa, ra đây bé. Không có gì đâu, Lâm dễ thương lắm á. Dễ thương, à, về nhà ấy, chàng trai này em sẽ cười cả ngày. Nắm tay, nắm tay. Rồi. Chào chị, em thì tính em thì hài hước vậy thôi. Nhưng mà khi mà em đã nghiêm túc rồi, em rất là nghiêm túc. Mình là một người đàn ông trưởng thành. Em sẽ cố gắng để với bé cùng đi trên một con đường. Cho dù con đường nó còn sỏi đá trong gai, con bé té thì em kéo lên. Dạ. Còn em hên quá, em sợ muốn chết giọng luôn, sợ con bé té em té theo.
Giống như là em sẽ lắng nghe nhưng mà không hiểu đó nha. Cái đó là vui thôi. Rồi, được rồi đó. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên, người ta chưa hôn lần nào đấy. Bắt đầu đi, đừng chọc nó nữa. Xin phép chị gia đình, xin phép hai bạn. Xin phép tôi nữa nè. Tôi là đại diện đàn gái, xin phép tôi nữa nè. Xin phép chị. Giờ em dám nói tôi tránh ra nữa không? Xin phép chú. Làm thủ tục đi con. Chú cầm cho con. Trời ơi. Chị cầm. Cái thằng dễ thương. Em biết đúng không? Em cơ hội đúng không? Bởi vì chắc chắn một điểm mà hôn trên trán là anh Quyền Linh sẽ bắt không lại. Em cơ hội đúng không? Hôn trên má đó con. Theo luật nó vậy đó con, hôn đi con. Đừng á, hôn nhanh ta về kìa, ta còn lo đón bạn gái vợ chồng ta đó kìa. Lúc nào nó cũng tìm cái tình tiết để nó gây hại chứ không gì chứ. Nè, cầm lấy đi. Một người khá là tự lập. Nếu mà sau này mà anh có quen em nha, thì em là người cực kỳ tuân thủ thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Đúng là xung quanh em cũng có nhiều người tán tỉnh, nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Wow, trời ơi, dễ thương quá vậy. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lê Minh Trường, năm nay là 31 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Dạ, và đang sống ở Thủ Đức. Trường dạ. Làm gì Trường? Dạ, em làm bên bên bộ phận điều hành sân gôn. Dạ, còn bạn, bạn giới thiệu về mình đi. À, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả cùng với anh bên kia. Em là Ni. Tên đầy đủ của em là Võ Hàng Ly. Hiện em 26 tuổi. Công việc của em đang là sales leader tại nội thất Kelly. Hàng Ly sao cái tên nghe mùi thuốc lá bay vậy? Dạ đúng rồi. Giống mùi thuốc lá bay à. Hồi xưa thì ba em là rất là thích hát cải lương và nói chung hát cũng khá là hay. Và cuối cùng là đặt tên em là theo nhân vật chính luôn. Hèn gì mà em hát cải lương hay không? Em thuộc dạng thích hát nhưng mà toàn hát thôi. Đâu dạ. Em hát cho mọi người một bài thử coi sao nào. Họ ơi ta cá vàng rừng sâu bên nhau vai kề vai chung tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong anh lan rừng xanh bên thác uốn quanh. Anh nhà ở đâu đây? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng biết đường về. Rõ ràng bạn rất là có chất giọng nghe. Nếu mà chị Vân tập hát thì cũng rất là hay nha. Em có biết hát không? Dạ nói chung em hát không hay lắm. Kệ hát đáp bên kia liền luôn. Nhưng lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở đường em. Cũng được mà ơi. Hai người là này mà chịu khó hát karaoke tập vợt là hay lắm đó nha. Có năng khiếu đó. Rồi cái điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì nói chung em là một người khá là tự lập. Nên nếu mà sau này mà anh có quen em á nha, thì em là người cực kỳ tuân thủ thời gian. Tức là mình có hẹn hò gì đó thì anh cũng sẽ không phải chờ em đâu. Sao cái giọng của em có vẻ cũng hơi miền Trung đúng không? Dạ đúng, em là người Phú Yên. Có gần không Linh ơi? Họ ngại Phú Yên thì cũng gần đó. Dạ gần ạ. Bạn Nam nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho bạn gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em đó là rất là hòa đồng vui vẻ. Nói chung đi chơi thì em hay nói chung tạo tiếng cười cho anh em này nọ. Tính em hay kỹ. Khuyết điểm của em là nấu ăn nói chung không được ngon. Thế khuyết điểm của bạn? Dạ. Nhưng bạn mà gái nấu ăn được không? Dạ không. Nhưng mà được một cái là ưu điểm của em là ngược lại. Tức là em có sự học hỏi và em không có bị giấu dốt. Trước đây thì thực ra là em không biết nấu ăn đâu. Bây giờ thì nấu ăn chưa được ngon. Và em nghĩ là sau này ngồi vì trở thành một người phụ nữ của xã hội thì em sẽ trở thành một bà nội trợ nữa. Nên anh cứ yên tâm nhé. Okay. Có nghĩa là sẽ học hỏi trong vấn đề đó. Nói nghe nè, đẹp vậy mà sao lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Thật ra là câu hỏi này thì đa số nhiều người hỏi em lắm. Nhưng đúng là xung quanh em cũng có khá là cũng có nhiều người tán tỉnh. Nhưng mà em cảm nhận được là chưa có sự nghiêm túc và chân thành trong đó. Còn bên đàn trai? Đường tự nhiên của em thì hồi xưa em có đi coi bói xíu. Coi bói hả? Dạ. Thì thầy bói nói là đường tự nhiên của em nó rộng thênh thang lắm. Nghĩa là không có điểm nào để em dừng. Mấy mối tình? Dạ là trải qua là 4 mối tình rồi. 4 mối tình rồi. Dạ. Trời ơi. Dài nhất là khoảng 2 năm mấy. Mối tình cũng ít nhất là mấy năm? Là khoảng mấy tháng. Trời ơi, vậy là không phải là mối tình rồi. Bạn gái định tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một người cao tầm 1m7 trở lên. Không cần phải đẹp trai nhưng mà nhìn phải sạch sẽ và có gu một tí. Còn những vấn đề khác như là hói gì đó thì mình có thể xử lý được thì nói với em không phải là vấn đề. Cụ thể ra thì em cần một điều kiện cần và ba điều kiện đủ. Tức là hai người ở bên cạnh nhau và có cảm xúc với nhau. Điều kiện đủ thứ nhất đó là anh phải là đàn ông. Điều kiện đủ thứ hai, trong kế hoạch cuộc đời của anh phải có em. Và điều kiện đủ thứ ba đó là một bí mật.
thì em xin phép sau khi mình kéo rèm thì em sẽ nói. Rồi. Em ơi, dạ. Người ta nói em phải là người đàn ông thuần chủng đó. Có bao giờ bị bạn trai tán tỉnh mình chưa nè? Dạ cũng nhiều lắm. Đó tôi chết. Cái đó cũng hay do chị tính tỏ là người đàn ông nó có sức hút và em cũng thích. Rồi có bạn gái tán tỉnh hay không nè? Dạ cũng có chị. Có vậy là có sức hút thiệt rồi. Có sức hút tâm. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào để báo cho đàn gái biết luôn đi. Cao một tí, cao. Khoảng rỡ 1m6 đó lên rồi cũng được. Tính tình thì cũng vui vẻ. Chỉ có giống giống mẹ em là được rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Ví dụ như ra đường mà đừng có ăn mặc này, đừng có sexy quá hay gì nè. Chỉ vừa vừa thôi được rồi. Vừa vừa hả? Dạ, vừa có phụ nữ của hiện đại và phong cách của truyền thống là sexy chút đỉnh được. Chút, dạ, chút. Nói chung là phải biết kết hợp hài hòa giữa sexy và truyền thống. Em hình dung cái bạn bên đây, bạn mặc đồ có kín đáo không hay là sexy? À, làm sale thì sẽ có một chút sexy. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay đi chung với chị gái em. À, chị ruột á hả? Dạ. Rồi, chào bên đàn gái. Trời ơi, chị ruột đẹp gái quá à. Em nhìn chị ruột đem suy ra em ruột á. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng. Rồi, chào em. Dạ, em thấy thì cũng được, thấy bạn đó thì cũng cao, cũng đủ tiêu chuẩn và tùy vào với đi thôi. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em, người em thân của em. Người em có ý kiến đi, người em. Dạ, được. Lời đầu tiên xin được chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ, cùng tất cả mọi người ở đây ạ. Em là em của anh Trường. À, thì em thấy bạn nữ bên đây là khá là xinh xắn, dễ thương. Và tiêu chuẩn của bạn nữ bên đây thì theo em thấy thì anh Trường rất là hợp. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta mở rào. Bắt đầu đi. Thì anh xin tặng em, nói chung đáng lẽ là anh định làm hoa tươi nhưng mà hoa tươi thì nó nở rồi nó sẽ tàn, anh không thích cái điều đó nên em muốn là tặng hoa này để là tượng trưng cho sắc đẹp của em, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Hôm nay em cũng mang một món quà muốn tặng đến anh. Cái này là cuốn sách này có tên là Thói Quen Thành Công của Những Triệu Phú Tự Thân. Cuốn này thật ra là em đọc được trên 3 lần rồi, em cực kỳ thích cuốn này luôn. Và em có nốt lại một số cái mà em thích. Sau này anh đọc anh có thể nói là những cái anh thích nhưng mà là một màu khác, thì trong đó mình có thể xem là điểm chung của mình được tới đâu. Em có đọc quyển mà Dạy Con Làm Giàu chưa? Em có đọc qua một lần. Anh thì anh thích quyển đó, nên là hồi trước anh đọc quyển đó anh thích nhiều hơn. Quyển này thì anh lần đầu anh đọc anh cái gì anh sẽ đọc sau. Dạ. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện. Em rất là dễ thương, nói chung rất là dễ thương. Cách nói chuyện của em lúc đầu anh thấy là có rất nhiều hiểu biết và sự tinh tế. À, không biết anh em thấy anh như thế nào? Thật ra là kiểu người khôn khô túng tú đó. Nói chung là về ngoại hình thì em khá là thích, về tính cách thì cũng có sự điềm đạm trong đấy. Và nếu mà anh có sự nghiêm túc và chân thành thì em còn có người đàn ông điều đấy nhiều hơn. Này em nói là anh có cái bí mật nào mà em gặp bạn em nói đó? Điều kiện đủ thứ ba của em tức là không quan hệ trước hôn nhân. Anh nói điều đó nó không quan trọng. Dạ, hy vọng anh có thể thông cảm em điều đấy. Dạ. Anh sẽ hỏi em một xíu được không? Lúc mà em giận một người á thì em thường làm gì? Thường thì em sẽ im lặng một chút và lúc đó em sẽ suy nghĩ là, tại vì em nghĩ là tất cả mọi vấn đề nó đều có điểm nhược và điểm ưu, và trong một mối quan hệ thì nếu nó có gì đó mâu thuẫn thì chắc chắn là một trong hai người ít nhiều cũng phải có lỗi trong đấy. Vậy đầu tiên em thích nhất là câu tiên trách kỹ hậu trách nhân, tức là em sẽ trách bản thân mình trước là mình sai ở điểm nào, và lúc đấy thì em đúng ở đâu, anh đúng ở đâu, anh sai ở đâu thì lúc đó mình sẽ giải quyết vấn đề một cách nó. Ví dụ như lúc đó thì nếu mà hai mình giận nhau, em muốn ai là người nhắn tin trước? Em không quan trọng việc ai là người nhắn tin trước, tại vì nếu mà mình coi trọng mối quan hệ này thì em nhắn tin trước cũng chẳng sao, mà anh mở lời trước đối với em cũng càng lại càng tốt hơn, không sao hết. Em nói rồi mà, như em không quan niệm điều gì nó phải tuyệt đối. Ví dụ anh đi với em mà ô cô này xinh quá, nếu mà cô ấy xinh thực thì em xinh cắm với anh và em sẽ xem điểm này cô anh ấy thích điểm này nào và cô này em sẽ học tập theo. Hay đó, hay. Cái quan điểm cũng rất là hay. Anh thì nếu mà gia đình thì bình đẳng, phụ nữ cũng như đàn ông, và nói chung công việc này nọ thì chia sẻ nhau mà làm thôi. Còn ví dụ như con cái này nọ thì nó cũng vậy luôn, người chồng thì sẽ dạy bảo về kiến thức, người phụ nữ thì sẽ chăm sóc con cái. Anh chỉ cần vậy thôi. Dạ, thì em sẽ đồng ý với anh quan niệm này. Tức là mình cùng chung nhau làm tất cả mọi thứ thì nó sẽ có cái hay hơn. Rồi ví dụ như nếu mà có lấy nhau thì anh không thích mình có con sớm. Dạ, em đồng ý điều này. Em thích sống cuộc sống vợ chồng son. Hai người đi đây đi đó du lịch này nọ thì sẽ hạnh phúc hơn. Sau này mình không hối tiếc là tại sao lúc đó mình mới nhau mà lấy nhau mà quen nhau mà không đi đây đi đó, không hiểu biết kiến thức thế giới thì này không hay. Hồi sau này mình có con mình lại sống vì con nữa. Tức là hai đứa đều có sở thích đi du lịch với nhau đúng không? Đi du lịch chung mà đi du lịch chung với nhau mà không có cái chuyện tiền hôn nhân thì làm sao mà
Đúng rồi, chính xác là cho vậy. Nên cái quan điểm đó về suy nghĩ lại chút xíu đi hả? Ừ. Hai bạn này nói chuyện mà cái lời ở bên ngoài nó khác hẳn cái đôi mắt nhìn ở bên trong, ngộ lắm. Bên ngoài là hỏi cho qua chuyện thôi, còn đôi mắt hai bạn nhìn nhau cái lời ngầm nó nhiều lắm. Bởi vậy theo tôi là vậy nè, hai bạn đứng lên nắm chặt tay nhau đi, cảm nhận. Các bạn hãy cảm nắm tay nhau nè, đó, cảm nhận cái nè. Cái lời ngầm. Giờ em nhắm mắt lại được không? Em nhắm mắt lại. Anh không làm gì em đâu. Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Rồi em giờ em mở mắt ra đi. Để lúc em nhắm mắt em thấy màu gì? Anh nhắm lại lần nữa. Ừ. Em cảm nhận đi, em thấy màu gì? Em thấy đa màu lắm. Sao lại đa màu? Nguyên một đống màu sắc luôn, kiểu như là mình đang có sự hồi hộp ấy, là ánh mắt của mình nó sẽ ảnh hưởng từ điều đấy. À là, dạ. Em đó là trong cái não em đang suy nghĩ là cái vấn đề cái màu sắc hay không. Nó chạy vòng vòng như vậy nè. Nhưng mà em nhắm mắt lại em thấy, em có thấy tối không? Thấy tối đen không? Tối. Đấy là tối. Khi mà cuộc sống của em mà nó không có anh thì nó sẽ như cái màu vậy. Trời ơi. Thính ơi là thính. Hay. Rồi. Hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta đã nói chuyện, đã nắm tay nhau, đã trao đổi với nhau, được sự góp ý của hai bên gia đình. Nếu thích rung động thì bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Bấm tay đi hai đứa. Hãy đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ cho em nói với một lời nói với chị gái. Dạ chị, xin chào chị ạ. Dạ thì nói chung em, nếu bạn chị em gái của chị mà quen với em thì em xin hứa với chị là em sẽ quen thật lòng và mang đến hạnh phúc cho em chị. Rồi chị yên tâm ha. Nhiệm vụ của mình đi anh trai. Được không em? Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Chào. Wow, đẹp trai quá. Đồ con ha. Đẹp không? Đẹp. Thiệt không? Đẹp trai này, nghe đẹp trai bên kia chị Cát Tường dưới khoái rồi. Em tên là gì? Dạ em tên Tấn. Tấn? Mấy Tấn? Dạ 3 Tấn. Tấn làm nghề gì? Dạ em hiện giờ là nhân viên kinh doanh anh. Bao nhiêu tuổi Tấn? Dạ nay 28 tuổi anh. Rồi. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Lê Huỳnh Anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24 mình đang làm công việc gì anh? Dạ hiện tại em đang làm công việc nhân viên văn phòng ạ. Ở bên đây cũng rất là xinh gái, bên kia thì lại đẹp trai. Mà tại sao bạn xinh gái như thế này mà lại ế? Thật ra lúc trước em học chuyên ngành chính của em, lúc trước em chọn là ngành bác sĩ pháp y. Chị pháp y là mình mổ xẻ rồi này kia hả? Dạ em học chuyên gì mổ xác. Trời đất ơi ghê vậy. Cô này cá tính mạnh này nha. Nhưng mà sao mình đang học cái đó là mình lại chuyển qua ngành khác? Em thấy cái ngành này thì mình có gia đình. Là sao? Tại vì thường thường mà tâm lý mà một người mà muốn tìm hiểu mà để quen với mình mà người ta nghe mình. Đúng rồi. Ngành mổ xác thì người ta sẽ rất là. Nhưng mà lý do tại sao xưa bạn lại chọn cái nghề đó bạn? Em thích ngành này vì em thích sự khám phá. Đó rồi. Cũng là một cái suy nghĩ, một cái cá tính rất là mạnh. Như vậy là bạn Tấn, bạn thấy được cá tính của bạn bên kia rồi ha. Bạn là kinh doanh. Dạ. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi anh. Bạn rất đẹp trai, cao to. Mà cái này chị Cát Tường nói là thích đẹp trai thôi. Thấy mới tin nha, chứ còn quảng đẹp cáo trai, không có tin đảm. Đâu. Những người đẹp trai rất đào hoa. Dạ. Rất là nhiều người phụ nữ đẹp bên cạnh mình. Dạ. Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa tìm được một nửa cho bạn? Ý anh nói là nhiều người mà đẹp trai thì có nhiều mối này kia, cho nên những bạn nữ em quen thì họ cũng nghĩ như anh luôn. Cho nên khi mà em bắt đầu câu chuyện này kia thì rất là khó. Thì lúc đầu là người ta nghĩ là mình sẽ không chung thủy. Với hai nữa là trong cái công việc em này kia đó thì thời gian em không có nhiều tìm hiểu. Khi em làm này kia về rồi em có đi học này kia. Bạn học gì thêm nữa hả? Dạ em học Anh văn nữa anh. Ở trong cơ quan của bạn tôi nghĩ là rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm hiểu được một người nào đó? Không, dù quen. Rồi tôi có thấy báo chí đăng rất là nhiều là tình công sở. Không dạ. Lẽ chẳng có một chút tình nào công sở hay sao? Nó thật, ngày khi mà hồi xưa em làm á thì có. Nhưng mà trong công ty á, cái công việc mình nhiều khi mình không có cư xử như một người bạn trai được. Ủa sao vậy? Dạ tại vì thấy dụ như công ty công việc thì phải ra công việc. Cho nên nhiều khi em sợ nữ á, sẽ không có hiểu cho mình.
cho nên em không có quen trong công ty như vậy. Dạ. Bạn Anh ơi, tại sao bạn biết chương trình này mà đến tham gia? Dạ mẹ em đăng ký tham gia chương trình này cho em. Mẹ đăng ký? Dạ mẹ em cũng muốn tham gia chương trình luôn. Mẹ muốn tham gia luôn mẹ hả? Mẹ muốn tham gia luôn hả? Mẹ đâu? Mẹ sao mẹ không tham gia? Dạ mẹ có chút việc nhà nên mẹ không có tham gia chương trình được ạ. À. À. Dạ. Vậy mời mẹ đăng ký nha, ghi tên luôn đi Cát Tường. Mẹ đăng ký chưa? Mẹ em đăng ký rồi. À đăng ký rồi. Bây giờ mà để cho con đi trước coi tìm được bạn trước rồi mẹ mới tìm sau. Dạ. Dạ hay cái này hay nha. Hay à, cái vụ này tôi hay. Tôi với Cát Tường là làm luôn hai mối luôn á. À vậy mẹ em hiện giờ đang làm công việc gì? Nhà em có ba anh chị em ở nhà. À, mẹ ở dưới quê Cà Mau ở với anh trai. Còn em ở đây với em trai em. À có nghĩa là nếu mai mốt mẹ lên tham gia chương trình là đi từ Cà Mau lên. Dạ. Mẹ ở không bao lâu rồi? À, ba mẹ ly dị 10 năm rồi. Rồi mình làm con cái mình cũng phải lo tìm đường cho mẹ mình trước nha. Rồi mẹ Tấn bây giờ tôi hỏi dạ, Tấn rồi. Nè. Bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Cái gì kỳ vậy anh Linh? Thì hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? À hỏi thử coi ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi. Nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang hồng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. À bây giờ hỏi thử nha. Ba bạn khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Ba em khoảng 55 anh. 55. À mẹ em nhiêu tuổi? Dạ 54. Rồi hả luôn. Trời ok. Đăng ký ba bạn tên gì nó luôn đi. Dạ ba em tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ mẹ em tên Trần Tiết Liễu à. Tên Liễu. Rồi người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Sẽ có một lần một người tên Liễu một người tên Minh ngồi đây nha. Mốt chương trình ghép đôi đó nha. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Thật ra em thích một người bạn trai phải có tính trung thực, phải có sự rõ ràng và đặc biệt là trong cuộc sống của người đó phải có xác định rõ mục tiêu mình sống như điều gì và ước muốn điều gì, mình sẽ làm được điều gì. Khi công việc ổn định rồi thì mình sẽ lo được cho gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Không có lễ phép và không biết chuyện. Cái thứ hai là không thành thật. Bạn có thành thật không? Thật anh. Thành thật. Có lễ phép không? Dạ lễ phép. Trung thủy không? Dạ trung thủy. Trung thực không? Trung thực. Ơi, những điều gì mà bạn thích ở người con gái? Trước tiên cũng phải lễ phép. Thứ hai là biết cách cư xử với người lớn. Thứ ba là vui vẻ, biết là bắt chuyện. Tại vì em cũng tương đối là nói chung ở ngoài thì em chung hơi lạnh lùng nên là không có nhiều chuyện để nói. Cho nên muốn bạn gái em thì có vui vui chút. Muốn bạn gái nhiều chuyện đúng không? Dạ. Bạn có một kế hoạch vào cho tương lai giống như bạn gái yêu cầu bên kia không? Dạ có anh. Mục đích của bạn như thế nào? Em cũng muốn là tìm hiểu bạn gái em. Xong thì em sẽ về nhà bạn gái em chơi thì em sẽ thể hiện cái lễ phép và cái kính trọng. Thứ nhất là để cho người nhà của bạn gái em đánh giá em. Xong thì bạn gái em muốn gì nó cũng rõ ràng như vậy. Có mục đích đàng hoàng không? Rất rõ bên ràng. Bên đây á là muốn nếu mà có bạn gái thì muốn đến thăm gia đình của bạn gái. À, em thì lại thích người bạn trai là lễ phép. Thì yeah. Bây giờ nếu như bây giờ các anh bạn bên này là mình chịu rồi đó thì em có ý định dẫn bạn về thăm mẹ em ở dưới Cà Mau không? Tại tính em hơi kỹ tính, em phải tìm hiểu kỹ rồi mới dẫn về nhà. Mà nếu bạn đó đi là có dẫn ba đi theo nữa. Sẵn thăm gia đình luôn. À nói đùa bây giờ em có một cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình nữa không? Về ngoại hình đi. Không thích con trai miệng rộng. Cái gì? Miệng rộng hả? Tại sao? Miệng này nhỏ lắm. Quay cái miệng qua coi. Túm lại đi nhíu đừng có cười to quá. Chút có hỏi ơi, em ở đâu vậy? Là em là Chút nha không? Dạ. Dễ thương. Dạ. Nhớ đi thì nhớ dắt ba theo nha. Dạ. Về nói ba lập hồ sơ đăng ký bạn muốn hẹn hò luôn nha. Dạ. Đó, dạ. Nhớ nha. Dạ. Được á, chị thấy dễ thương đó. Dạ. Liều lát nói chuyện nhớ túm cái miệng lại chút. Dạ. Không dễ thương đó em. Sao? Bà thấy Cà Mau xa không? Dạ, không xa. Không sao. Không cho nghe nói Cà Mau xa lắm. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đi không? Xa quá có đi không? Đi nha, đi Cà Mau dạ, nha. Dạ. Cà Mau có nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Dạ. Xin chào bạn. Dạ. Anh bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái duyên nó gần đến với bạn rồi đó. Dạ. Tôi nghĩ rằng hai người rất là hợp. Tôi hỏi bạn nè, bạn có thích đẹp trai không? Đẹp vừa thôi. Đẹp trai quá không phải của mình, của người khác. Thấy chưa? Thấy chị Cát Tường thấy chưa? Đừng có đẹp trai quá nha. Đẹp trai như tôi là không được đâu. Trời ơi. Nói luôn. Thôi và bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trẻ có thể nhìn nhau. Nhìn giùm luôn cho cả ba mẹ của mình. Bạn có thích đẹp gái không? Dạ thích. Thích đẹp gái hả? Dạ. Nhìn là thích đẹp gái không? Dạ. À.
đẹp gái đào hoa lắm nha. Đẹp gái không phải của mình đó. Vừa vừa thôi. Nhưng bạn ở đây đẹp thiệt. Phải tự tin lên chứ. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có điều gì muốn nói không? Dự sử như khi tìm hiểu xong cho bé về nhà em không? Dạ anh được à. Chưa bấm nút gì à. Về chi à. Hỏi anh miệng có rộng không? Ủa anh thấy miệng em sao? Dạ bình thường à. Dạ. Ở khi mà đi chơi tụi em thích đi chơi những nơi nào? Nơi nào mà vui là cũng được, nhưng mình hạn chế đừng có đông người ha. À, đủ 2 người được. Dạ không ạ. Anh nghĩ sao với em à? Ờ, em dễ thương, vui. Dạ tắm. Em cảm ơn anh. Ừ. Anh ơi vậy anh có bấm nút không? Hết à. Cảm ơn trả lời. Tại vì đó là bí mật của anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Thì anh và em hẹn hò á, trong cuộc nói chuyện 2 người á thì em không thích những cái gì ở bạn trai? Em không thích người trễ giờ. Cái thứ hai là khi hẹn hò thì biết xác định rõ địa điểm để mình đi. Em không thích phải kiếm chỗ. Cái thứ ba là trong quá trình mình nói chuyện thì em không thích một người mà nói chuyện quá nhanh hay là quá cứng nhắc. Hoặc là lãng mạn quá em cũng không thích. Dạ. Em thích một người là làm việc gì là phải có sự rõ ràng là mình làm gì kế tiếp. Trước khi gặp nhau viết một cái sớ luôn, cái nào cũng làm gì. Ủa mà em thích hẹn hò ở đâu? Phải chọn địa điểm trước thì hỏi thử có thích ở đâu luôn cho để chọn trật à. Thì sẽ như trên phố thì em thích hẹn hò những nơi nào? À em thích những quán cà phê mình lịch sự. Có nhạc thì nhạc như thế nào? Ý là nhạc nhẹ hay nhạc dịch? Nhưng trong quán thì em thích nhạc nhẹ hay là nhạc em không thích nhạc nhẹ quá. Dạ. Chung là trung bình. Dạ đúng rồi ạ. Rồi anh đồng ý. Mà dạ. trong ánh sáng hay trong bóng tối? Dạ ánh sáng à. Tôi lo cho em quá, tôi hỏi giùm đó. Hỏi gì hỏi nữa đi để anh hỏi đi. Hơi khó đó. Em có gì hỏi anh không? Anh đừng có run. Làm gì run dữ vậy? Em đâu có run sao anh run vậy? Anh không thích người mẫu người bạn gái mình sao? Thích như em là được rồi. Cảm ơn anh. Thôi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 Thôi ngủ đi. Ba má không biết có đang theo dõi không? 3 Rất là dễ thương, bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai kế bên? Nhìn không phải anh ấy dễ gần, có thể mình tin tưởng được à? Đúng. Còn em thấy sao? Bạn em dễ thương. Là... Nắm tay nhau đi. Dạ. Nắm tay nhau đi. Sao, cảm nhận sao? Dạ nóng quá. Được không? Nhắm được không? Có truyền điện gì chưa? Có không? Chúc mừng hai bạn.